Bỏ học để bán mì udon, người đàn ông trở thành tỷ phú đô la Mỹ ở tuổi 61. Nhờ trải nghiệm ẩm thực trong một lần về thăm quê, người đàn ông Nhật Bản này đã nảy ra ý tưởng kinh doanh mà sau 40 năm đã giúp ông trở thành tỷ phú đô la. Đế chế mì udon của ông hiện có 2 cửa hàng ở Việt Nam. Ông Takaya Awata, nhà sáng lập và giám đốc điều hành của Torrido Holdings, nổi tiếng với chuỗi nhà hàng mì udon, vừa gia nhập hàng ngũ tỷ phú đô la theo Forbes. Cụ thể, vị doanh nhân Nhật Bản sở hữu 48% cổ phần tại Torrido, tương đương với số tài sản trị giá 1,1 tỷ đô la Mỹ, tính theo giá cổ phiếu đóng cửa phiên giao dịch hôm 1 tháng 9 là 3.930 yên một cổ phiếu, tương đương với 26,8 đô la Mỹ một cổ phiếu. Cổ phiếu của Torrido đã tăng giá 50% kể từ đầu năm nay khi người dân quay trở lại thói quen ăn uống bên ngoài hậu đại dịch COVID-19. Ông Takaya Awata đã xây dựng Torrido vào năm 1990 và phát triển công ty trở thành một trong những tập đoàn quản lý các nhà hàng mì hàng đầu Nhật Bản với các tên tuổi như chuỗi Marugame, Seimen. Từ năm 2010, ông Awata đã tập trung vào hoạt động phát triển mạng lưới của Torrido trên toàn thế giới. Chỉ tính riêng ở Nhật Bản, công ty đã quản lý hơn 1.000 nhà hàng. Bên cạnh đó, các nhà hàng thuộc sở hữu của Torrido còn hiện diện ở Mỹ, Anh, Campuchia, Hồng Kông, Indonesia, Philippines, Đài Loan và Việt Nam. Năm 2015, vị doanh nhân này mua lại chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh châu Á Walk to Walk. Năm 2018, Torrido đã trả cho Tam Chai International, nhà điều hành chuỗi mì nổi tiếng của Hồng Kông, khoảng 242 triệu đô la Mỹ để thâu tóm thương hiệu Tam Chai và Samco. 3 năm sau, Torrido đã IPO thành công trong một thương vụ trị giá 180 triệu đô la Mỹ. Vào tháng 6, Torrido đã mua Fulham Shore, một thương hiệu pizza và đồ ăn Hy Lạp ở Anh, với giá khoảng 118 triệu đô la Mỹ. Kế hoạch mở rộng của doanh nhân người Nhật không dừng lại ở đó. Torrido hiện đã dành hơn 650 triệu đô la Mỹ cho các hoạt động MMA ở châu Âu, châu Á, Trung Quốc đại lục với mục tiêu tăng gấp 3 số lượng cửa hàng lên 5.500 và tăng gấp đôi doanh thu lên 2 tỷ đô la Mỹ trong 5 năm tới. Trong quý 2 năm 2023, Torrido ghi nhận mức doanh thu kỷ lục 360 triệu đô la Mỹ, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài việc thu hút thêm nhiều thực khách đến nhà hàng của mình, công ty còn bổ sung thêm khu vực bán mang về, góp phần tăng doanh thu. Mặc dù tăng trưởng nhanh, lợi nhuận ròng đã giảm 20% trong quý vừa qua xuống còn 50 triệu đô la Mỹ, nguyên nhân chủ yếu là do lạm phát, ảnh hưởng đến chi phí nguyên liệu cùng nhiều thứ khác. Ông Awata, 61 tuổi, theo đuổi công việc kinh doanh nhà hàng sau khi bỏ học tại Đại học Ngoại ngữ thành phố Kobe. Ở tuổi 23, ông mở nhà hàng gà nướng kiểu Nhật đầu tiên vào năm 1985. Tuy nhiên, như ông từng tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình NHK của Nhật Bản, chúng tôi hầu như không có doanh thu. Chuyến viếng thăm quê hương của người cha quá cố ở tỉnh Kagawa, Nhật Bản, nơi nổi tiếng với các cửa hàng mì udon, đã mang đến cho ông một ý tưởng mới. Chứng kiến cảnh hàng dài người xếp hàng bên ngoài các quán udon nấu sợi mì dai làm từ bột mì ngay trước mặt khách hàng, cảnh tượng mà Awata mô tả trong một bài đăng trên blog là trải nghiệm cảm xúc về đồ ăn đã truyền cảm hứng cho ông tạo ra quán mì của riêng mình. Thay vì mì được sản xuất tại nhà máy, ông Awata tin tưởng vào việc cung cấp các món ăn mới nấu, đồng thời mang lại trải nghiệm cảm giác thu hút khách hàng. Tại các nhà hàng tự phục vụ, với giá cả phải chăng của Torrido, mì được chuẩn bị trước mặt thực khách, trong bếp mở và thường được phục vụ trong nước dùng, làm từ nước tương với nhiều loại đồ ăn kèm khác nhau. Khi chuỗi nhà hàng của ông phát triển, ông đã IPO công ty của mình trên sở giao dịch chứng khoán Tokyo vào năm 2006. Trong một chuyến đi nghỉ ở Hawaii, ông Awata đã nảy ra ý tưởng đầu tiên để mở rộng hoạt động ra nước ngoài. Năm 2011, Torrido mở nhà hàng đầu tiên ở Hawaii, tiếp theo là các nhà hàng ở Trung Quốc, Indonesia và các quốc gia khác gần nhà hơn. Năm 2021, nhà hàng Marugame Seimen đầu tiên được khai trương tại London. Thay vì cách tiếp cận một hương vị phù hợp với mọi khẩu vị, nhà hàng của ông Awata phục vụ theo sở thích địa phương. Ví dụ, các nhà hàng cung cấp nước dùng làm từ cà chua ở Trung Quốc, nơi nhà hàng này mở cửa hàng đầu tiên vào năm 2012, và gia vị ớt ở Indonesia. Trong thời kỳ đại dịch, ông Awata đã cung cấp mì udon miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên một chiếc xe tải thực phẩm đi khắp Nhật Bản và cũng cung cấp thực phẩm ở trong bệnh viện cho nhân viên y tế. Những thứ khơi dậy niềm đam mê ẩm thực được ẩn giấu ở những nơi không ngờ tới. Ông Awata đã viết trên trang web của Torrido, chúng tôi khám phá những điều tiềm ẩn đó và cung cấp chúng như những giá trị mới để tạo ra niềm vui cho khách hàng. Đây chính là động lực lớn nhất cho sự phát triển và sứ mệnh của chúng tôi.
Tại Việt Nam, Torrido cho biết công ty hiện có 2 nhà hàng mì udon với thương hiệu Marukame ở Hà Nội.